Chào mừng các em đã đến với trang lời giải 2.com. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em giải bài tập 6, trang 80, sách giáo khoa Khoa học tự nhiên 6, bộ sách Chân trời sáng tạo. Nội dung bài tập số 6 như sau. Cho các từ hỗn Chào mừng các em đã đến với trang lời giải 2.com. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em giải bài tập số 6, trang 80, sách giáo khoa Khoa học tự nhiên 6, bộ sách Chân trời sáng tạo. Nội dung bài tập số 6 như sau. Cho các từ hỗn hợp đồng nhất, hỗn hợp không đồng nhất, nhũ tương, huyền phù, dung dịch, xương, bụi và bọt. Chọn từ phù hợp điền vào các ô từ 1 đến 6 trong sơ đồ dưới đây. Trước tiên thì chúng ta thấy rằng có rất nhiều các từ khác nhau, nhưng lại có một vị trí thứ nhất đang chia làm 4, 5 vị trí tiếp theo, đúng không nhỉ? Vậy thì chắc chắn cái ô thứ nhất nó phải là cái từ mà bao quát được tất cả các cái dạng còn lại, 2, 3, 4, 5 hay là 6. Vậy thì ở đây chúng ta nhận thấy rằng có hai từ có thể bao quát được tất cả các hình ảnh còn lại, đó chính là hỗn hợp đồng nhất và hỗn hợp không đồng nhất. Và dựa vào các hình ảnh ở trên đây thì chúng ta thấy rằng có các sản phẩm như là sữa đặc này, hay là khí lỏng, khí và chất lỏng. Vậy thì chắc chắn chúng đang đồng nhất vì là chúng ta không thể phân biệt được đâu là... À không phải, nói chỗ này sai rồi. Chào mừng các em đã đến với trang lời giải 2.com. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em giải bài tập số 6, trang 80, sách giáo khoa Khoa học tự nhiên 6, bộ sách Chân trời sáng tạo. Nội dung bài tập số 6 như sau. Cho các từ hỗn hợp đồng nhất, hỗn hợp không đồng nhất, nhũ tương, huyền phù, dung dịch, xương, bụi và bọt. Chọn từ phù hợp điền vào các ô từ vị trí số 1 đến vị trí số 6 trong sơ đồ dưới đây. Trong cái sơ đồ này thì chắc chắn chúng ta đang quan sát thấy vị trí số 1 đang bao quát tất cả các vị trí 2, 3, 4, 5 và 6. Vậy thì chắc chắn ở vị trí số 1 sẽ là một từ có khái niệm rộng hơn so với 5 từ còn lại. Và ở đây chỉ có hai lượng từ thì có thể có khái niệm hay là cách khác là nó bao quát được tất cả các cái hình ảnh còn lại. Đó chính là hỗn hợp đồng nhất và hỗn hợp không đồng nhất. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể phân biệt được và chọn được từ thích hợp thì chúng ta có thể dựa vào khái niệm hoặc là dựa vào hình ảnh chúng ta đang quan sát được. Các hình ảnh như là sữa đặc với nước này, khí và lỏng, rắn và khí hay là vị trí số 6 là lỏng và khí. Vậy thì dựa vào cái hỗn hợp này chúng ta không thể phân biệt được đâu là sữa và đâu là nước nữa rồi. Hay ở cốc bia bên cạnh chúng ta không thể phân biệt được đâu là khí carbonic hay là đâu là nước. Như vậy thì dựa vào hai cái hình ảnh này thôi là chúng ta cũng có thể suy ra được vị trí đầu tiên bao quát cả vị trí 3, 4 hay cả 2, 5 và 6 là hỗn hợp đồng nhất. Và lần lượt các vị trí 2, 3, 4, 5 và 6 sẽ là huyền phù, dung dịch, bọt, bụi và xương. Cụ thể ở vị trí số 2, huyền phù là dạng mà chất rắn bị lơ lửng trong chất lỏng. Và khi chúng ta hòa tan bột mì vào nước thì chúng ta nhận thấy điều này. Và một lát sau, khi mà chúng ta không hòa tan nữa, tức là để im, thì cái phần bột mì sẽ bị lắng xuống một phần, còn ở phần trên sẽ nhìn thấy nước. Hay là sữa đặc với nước thì được gọi là dung dịch. Khi mà chúng ta hòa tan sữa đặc vào nước thì không thể phân biệt được đâu là sữa đặc và đâu là nước nữa, có đúng không nhỉ? Đấy là dựa vào khái niệm về dung dịch. Dung dịch là một cái hỗn hợp mà chất rắn, hay nói cách khác là chất tan, bị hòa tan hoàn toàn trong dung môi. Và cái hình số 4 thì chúng ta có thể nhìn thấy bọt ở trong cốc bia này, hay hình ảnh số 5 là bụi khi mà người ta trong cái quá trình người ta xây dựng hoặc là làm công việc liên quan đến ngành xây dựng chẳng hạn. Và cuối cùng hình ảnh số 6 là hình ảnh của sương mù. Rồi, như vậy là cô và các em đã hoàn thành bài tập số 6, trang 80. Sách giáo khoa Khoa học tự nhiên 6,
bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Các em hãy truy cập vào trang lời giải 2.com để xem chi tiết các bài giảng khác nhé. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong các video bài giảng tiếp theo.